Để tiến thân trong kinh đô điện ảnh Hollywood phồn hoa, ngôi sao Vincent quyết định tự mình đạo diễn một bộ phim. Phim này mà thất bại thì Vin hết đường trở lại. Vụ này sẽ tệ lắm đây. Tin tôi đi, mọi thứ đều ổn. Ôi chúa ơi. Cùng những người bạn chí cốt và người quản lý Erigo, liệu Vincent có hoàn thành được bộ phim hoàn hảo dành cho riêng mình? Cùng theo dõi bộ phim Đoàn Tùy Tùng trên kênh HBO.